Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, tổ chức công đoàn đã làm tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của dân tộc, của giai cấp công nhân và người lao động lên trên hết, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của người lao động. Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2018, Thư viện tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả cuốn sách Giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam hiện nay, thách thức và triển vọng của Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Quang Thọ. Sách do Nhà xuất bản Lao động phát hành năm 2016. Nội dung cuốn sách phản ánh những kết quả hoạt động của Công đoàn Việt Nam và thực trạng giai cấp công nhân Việt Nam, làm rõ những thách thức và dự báo triển vọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thời gian tới. Cuốn sách nhấn mạnh những đổi mới của công đoàn trong nội dung, phương thức hoạt động để phù hợp với các loại hình cơ sở. Các cấp công đoàn đã tìm tòi các giải pháp, biện pháp chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Đảng, Nhà nước đề ra. Song song với việc đó là đề ra phương hướng trong thời gian tới về yêu cầu bảo vệ và chăm lo tốt hơn quyền lợi cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Đây là thách thức có tính chất sống còn mà thực tiễn đặt ra cho giai cấp công nhân và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trước mắt cũng như về lâu dài. Đây là cuốn sách không chỉ có giá trị cho cán bộ đoàn viên công đoàn mà còn rất bổ ích cho những nghiên cứu về phong trào công nhân, công đoàn nói riêng và những nghiên cứu về đất nước, con người Việt Nam nói chung. Hiện sách đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc.